Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah. Thông tấn xã Việt Nam dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên đã có 4 người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hezbollah trong một cuộc tấn công của Israel ngày 11 tháng 6 nhằm vào ngôi làng Joja phía nam Liban. Thủ lĩnh này được xác định là Sami Abdallah, còn có tên là Abu Taleb. Chỉ huy của Hezbollah phụ trách khu vực trung tâm của dải biên giới phía nam Liban, bao gồm một số thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các vụ tấn công giữa quân đội Israel và Hezbollah trong 8 tháng qua. Hiện phía quân đội Israel chưa bình luận gì về thông tin trên. Các nguồn tin cho biết thêm vai trò của thủ lĩnh trên đối với Hezbollah quan trọng tương đương Wissam Tawil, một thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của Israel hồi tháng 1 năm nay. Số liệu thống kê cho thấy khoảng 300 thành viên Hezbollah, trong đó có một số thủ lĩnh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ tháng 10 năm 2023 khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo thông tin từ báo tin tức, không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah, bao gồm cả mục tiêu của lực lượng này ở Syria. Đáp lại, tên lửa phòng không của Hezbollah đã được kích hoạt. Tờ Jerusalem Post ngày 11 tháng 6 dẫn thông báo từ Liban cho biết 7 mục tiêu khác nhau đã bị tấn công ở biên giới Israel-Syria vào đêm ngày 10 tháng 6. Một trong những cuộc tấn công được cho là xảy ra ở thung lũng Bekwa và nhắm vào một tài sản chiến lược của Hezbollah. Hezbollah đang tập trung toàn bộ tài sản chiến lược của mình ở thung lũng Bekwa, cách xa biên giới Israel. Theo các báo cáo, tên lửa phòng không của Hezbollah đã được phóng nhằm vào các máy bay chiến đấu ở khu vực miền nam Liban để đáp trả 7 mục tiêu khác nhau đang bị tấn công ở biên giới với Syria. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết khoảng 50 quả rocket đã được phóng đi từ Liban và hiện chưa có báo cáo thương vong. Lực lượng phòng không của Israel đã bắn hạ một số rocket, số còn lại rơi xuống những khu vực trống. Hezbollah tại Liban tuyên bố đã tiến hành vụ bắn rocket nói trên. Trong thông báo, lực lượng này cho biết đã phóng hàng chục quả rocket nhằm vào một căn cứ quân sự ở cao nguyên Golan nhằm đáp trả vụ tấn công mà quân đội Israel tiến hành vào đêm qua tại miền đông bắc Liban. Trước đó, quân đội Israel cho biết đã kích hoạt còi báo động tại thành phố Duyên Hải Haifa ở miền bắc nước này, do hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt Iron Dome của Israel đã đánh chặn một mục tiêu mà sau đó được xác định là do nhận dạng sai. Quân đội Israel đang điều tra vụ việc này. Mồi lửa châm ngòi căng thẳng Israel-Hezbollah. Hiện nay, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng đang không ngừng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Đặc biệt, căng thẳng đã bùng lên trong tuần qua. Cả hai bên liên tục tấn công đáp trả lẫn nhau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hezbollah là nhóm Shia đầu tiên xuất hiện để đối đầu với cuộc chiếm đóng kéo dài 18 năm của Israel ở miền nam Liban, bắt đầu từ năm 1982. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin các chuyên gia an ninh khu vực và Israel cho rằng Hezbollah đã gây ra mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với Israel với sự hậu thuẫn được cho là từ Iran. Năm 2006, Hezbollah đã chống lại một cuộc tấn công toàn diện của Israel và các cuộc giao tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn kể từ đó. Sau khi chấm dứt chiếm đóng Liban, mối quan hệ giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Năm 2006, Hezbollah đã phục kích binh lính Israel, làm thiệt mạng 3 người và bắt cóc 2 người. Israel đáp trả bằng cách phát động chiến tranh với Liban, lan đến thủ đô Beirut. Tại đây, Tel Aviv đã áp dụng học thuyết Dahiza, đặt theo tên một khu phố ở Beirut do Hezbollah kiểm soát, bao gồm việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Cuộc chiến kéo dài 34 ngày, khiến 1.901 người Liban, 165 người Israel thiệt mạng và 900.000 người phải sơ tán. Tuy nhiên, Hezbollah không bị tiêu diệt. Nhóm này đã tích lũy được nhiều vũ khí tinh vi và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Theo trang Al Jazeera, kể từ tháng 10 năm 2023, lực lượng Hezbollah đã liên tục giao chiến với Israel trong các cuộc xung đột cấp thấp nhằm ngăn cản cuộc chiến của Israel ở Gaza. Cuộc chiến đã khiến ít nhất 36.000 người thiệt mạng. Dân thường đã được sơ tán khỏi các ngôi làng ở cả hai bên biên giới. Israel đã nhắm mục tiêu vào các ngôi làng của người Liban bằng phốt pho trắng, trong khi Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Israel bằng thiết bị bay không người lái, tên lửa dẫn đường và các loại vũ khí khác. Lực lượng Hezbollah tấn công ồ ạt vào miền bắc Israel.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, phong trào Hezbollah ở Liban ngày 2 tháng 6 đã sử dụng trên 40 quả rocket và thiết bị bay người lái UAV tấn công xuyên biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel nhằm trả đũa các vụ không kích đêm hôm trước của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Hai chiếc UAV mang theo chất nổ đã tấn công vào khu vực gần thị trấn Katrin thuộc cao nguyên Golan gần với hồ Galilee. Hezbollah tuyên bố mục tiêu là một khẩu đội vòm sắt của Israel đóng tại đây. Tiếp đến, hàng chục quả rocket và đạn chống tăng được phóng vào khu vực này, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát từ hàng chục km. Chiều ngày 2 tháng 6, thị trấn Kiryat Shmona ở phía đông bắc Israel cũng bị tấn công bởi hàng chục quả rocket khác. Đồng thời, một số UAV tiếp tục vượt qua biên giới Liban, hướng tới Nahariza, khiến còi báo động vang lên liên tục quanh thị trấn ven biển có khoảng 65.000 cư dân này của Israel. Chính quyền thị trấn Metula thông báo một ngôi nhà đã bị trúng đạn nhưng không có thương vong. IDF cho biết đêm ngày 1 tháng 6 đã sử dụng các máy bay chiến đấu không kích khu vực Ban Abek, một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah ở đông bắc Liban, cách biên giới 62 km, đồng thời ném bom vào một tòa nhà ở Bin Zibeit và một số địa điểm khác ở miền nam Liban. Vụ không kích nhằm trả đũa việc Hezbollah trước đó đã bắn rơi một UAV quân sự hiện đại của IDF. Báo chí Liban đưa tin các vụ không kích của Israel đã khiến hai người dân thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một tòa nhà thuộc chi nhánh của Bộ Nông nghiệp Liban ở thị trấn Bin Zibeit. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah tăng nhiệt trong những tuần gần đây, sau khi IDF mở chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah miền nam dải Gaza. Các cuộc giao tranh giữa IDF và Hezbollah vẫn trong vòng kiểm soát, nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành một cuộc chiến tổng lực. Ngày 2 tháng 6, IDF thông báo đã hoàn thành một cuộc tập trận kéo dài một tuần ở các địa phương biên giới phía Bắc, trong đó giả định các tình huống xung đột mở rộng ở khu vực phía Bắc và các tình huống xung đột trên nhiều mặt trận. Lực lượng Hezbollah tiến hành loạt tấn công nhằm quân đội Israel. Theo thông tin từ báo tin tức, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào một số vị trí của quân đội Israel ngày 1 tháng 6, sau khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào đêm trước đó. Phong trào Hezbollah cho biết đã tiến hành không kích sử dụng thiết bị bay không người lái UAV, chứa chất nổ nhằm vào các sĩ quan và binh lính Israel tại doanh trại Jiptaf sáng cùng ngày. Lực lượng này tuyên bố cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tấn công bằng UAV vào một xe mô tô tại khu vực Madda Sem khiến hai người bị thương trước đó. Quân đội Israel cũng nói rằng hai thành viên Hezbollah hoạt động tại Madda Sem đã trúng không kích. Cũng trong ngày 1 tháng 6, lực lượng Hezbollah thông báo đã đánh chặn một chiếc UAV Hammer 900. Trước đó, hãng thông tấn Liban đưa tin Israel tăng cường các cuộc tấn công tối ngày 31 tháng 5, bao gồm nhiều vụ không kích dẫn đến thương vong và thiệt hại lớn tại nhiều điểm gần biên giới giữa hai nước. Theo nguồn tin trên, ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng, nhiều người bị thương và một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn trong vụ không kích bằng UAV ở vùng ngoại ô Etlum. Quân đội Israel khẳng định các máy bay chiến đấu của nước này đã đánh trúng những tài sản quan trọng của Hezbollah tại một số khu vực phía nam Liban, trong đó có Etlun, cách biên giới 30 km, để đáp trả các vụ phóng vật thể nhằm vào phía bắc Israel. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát, ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine. Thống kê cho thấy sau 8 tháng bạo lực xảy ra, gần 450 người đã thiệt mạng tại Liban, bao gồm cả 80 dân thường. Trong khi đó, chính quyền Israel ghi nhận ít nhất 14 binh sĩ và 11 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah. Liên minh Mỹ-Anh tiếp tục không kích các mục tiêu Houthi tại Yemen. Theo thông tin từ báo tin tức, đài truyền hình Marisa do lực lượng Houthi điều hành ngày 11 tháng 6 đưa tin, Liên minh Hải quân Mỹ và Anh đã tiến hành 3 cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen ven Biển Đỏ. Theo nguồn tin trên, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở quận Al-Salib, phía tây bắc thành phố Hodeidah. Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng mục tiêu không kích nhắm vào các vị trí của Houthi nằm ở quận này. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 2 tên lửa hành trình chống hạm tại một khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM đánh giá,
Các tên lửa hành trình này là mối đe dọa tiềm tàng đối với nước này, cũng như các lực lượng liên minh và các tàu thương mại đi qua khu vực Biển Đỏ. Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có thành phố cảng Hodeidah. Vào tháng 11 năm ngoái, lực lượng này bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, mà họ cho là có mối liên hệ với Israel, nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza. Trong động thái đáp trả, kể từ tháng 1 năm nay, Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đóng quân trong khu vực đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Mỹ-Anh tiến hành các cuộc không kích mới ở thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Al-Masira của lực lượng Houthi cho biết, ngày 27 tháng 5, một máy bay chiến đấu của Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành hai vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Theo kênh Al-Masira, máy bay chiến đấu đã tấn công quận Al-Jabanat ở phía tây thành phố, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết cuộc không kích đã gây ra các tiếng nổ lớn với những cột khói đen bốc lên từ địa điểm bị tấn công. Sau các cuộc không kích, lực lượng Houthi đã phong tỏa khu vực gần cảng Hodeidah. Trước đó, cùng ngày, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO cho biết một tàu chở hàng đã bị trúng ít nhất hai tên lửa chống hạm ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah. Cơ quan này cho biết con tàu bị hư hại nhưng các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Houthi đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công các tàu thương mại trên tuyến vận chuyển quan trọng qua các kênh thuộc Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái để thể hiện sự ủng hộ của lực lượng này đối với người Palestine trong cuộc xung đột tại dải Gaza. Đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn với chi phí đắt hơn quanh mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi. Mỹ tốn nhiều tiền để đối phó với Houthi trên Biển Đỏ. Báo tin tức thông tin sau nhiều tháng giao tranh trực tiếp với lực lượng Houthi đã có tác động nặng nề đối với quân đội Mỹ. Mỹ đang chi một số tiền đáng kể để đánh chặn máy bay không người lái, giá rẻ, tấn công trả đũa và đối phó khi nhóm vũ trang trên bắn hạ máy bay không người lái đắt tiền của Mỹ. Trong hầu hết các trường hợp, Mỹ phóng tên lửa phòng thủ trị giá 2 triệu đô la để ngăn chặn máy bay không người lái trị giá 2.000 đô la của Houthi. Cái giá phải trả khi đối đầu với Houthi cũng trở nên rõ ràng hơn khi lực lượng này không có dấu hiệu dừng lại và có thể khiến Mỹ rơi vào một cuộc xung đột kéo dài. Điều đó đang đẩy thế giới vào tình thế khó khăn. Mohammed Al-Bassa, chuyên gia về Yemen và Trung Đông nhận định, đây sẽ là một vấn đề lâu dài không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tấn công các tàu thương mại và tàu Mỹ hàng chục lần. Hầu hết các cuộc tấn công đều không thành công do Mỹ bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình chống hạm gần như hàng ngày. Nhưng Houthi đã bắt giữ một tàu vào tháng 11 năm 2023, làm hư hỏng một tàu vào tháng 1 năm nay và đánh chìm một tàu chở hàng của Anh. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Peter Nguyễn, cho đến nay Houthi đã tấn công 15 tàu thương mại kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Trong đó có 4 tàu Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mang tên Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng, bao gồm một liên minh gồm các quốc gia đồng minh để tuần tra vùng Biển Đỏ và bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại chống Houthi. Vào tháng 1 vừa qua, Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi. Cùng với Anh và cả hai quốc gia đã tiếp tục nhắm vào nhóm này ở Yemen để loại bỏ năng lực quân sự của họ. Hoạt động hàng hải trên vẫn được thực hiện. Theo Lầu Năm Góc, có khoảng từ 4 đến 8 tàu của Liên minh có mặt ở Biển Đỏ trong ngày, nhưng Mỹ là tác nhân chính tiêu diệt máy bay không người lái và tên lửa của Houthi.
Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, trước những hành động leo thang quân sự căng thẳng tại Trung Đông, Hội đồng Tổng thống Yemen PLC ngày 21 tháng 1 đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi. Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Sabah đăng tải, PLC cảnh báo Houthi về những hậu quả của ý đồ đẩy mạnh tấn công nhắm vào các địa điểm dân sự và phá hoại nỗ lực hòa bình. Các nguồn tin từ chính phủ Yemen tiết lộ, trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã huy động và tái bố trí các tay súng, phương tiện và vũ khí trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia Ả Rập bị chiến tranh tàn phá này. Ngoài ra, PLC bày tỏ đánh giá cao sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Yemen và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của Houthi. PLC cũng xem xét những tác động tiềm tàng đối với hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu do các vụ tấn công liên tiếp của Houthi trên Biển Đỏ gây ra, đồng thời bày tỏ hy vọng sự đoàn kết quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực của Yemen trong công cuộc bảo vệ vùng biển và chủ quyền. Giới quan sát đánh giá cuộc họp khẩn của PLC báo hiệu căng thẳng gia tăng và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đưa tin, các nhà khai thác vận tải biển đã đăng thông báo trên các trang web giám sát hàng hải nói rằng họ không có mối liên hệ nào với Israel trước khi tàu của họ đi vào Biển Đỏ, để tránh các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành tại vùng biển này. Lực lượng Houthi đã tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab hay Vịnh Aden với điều kiện các tàu phải thông báo sớm về điểm đến hoặc khai báo trên các trang giám sát giao thông hàng hải rằng họ không có quan hệ với Israel. Arab News đã chứng kiến ít nhất hai tàu cập cảng Djibouti mà trước đó đã đăng thông báo rằng họ không có quan hệ gì với Israel trước khi đi vào kênh đào Suez của Ai Cập quay Biển Đỏ. Kể từ tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden. Houthi tuyên bố lực lượng này chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel hoặc các tàu đi đến Israel nhằm buộc Israel dỡ bỏ phong tỏa dải Gaza. Trước nguy cơ an ninh và mối đe dọa đối với hoạt động vận tải hàng hóa qua Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập liên minh các lực lượng đặc nhiệm trên vùng biển này. Sau đó, lực lượng Mỹ cùng với Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mỹ cũng đã đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố. 3 năm sau khi Washington loại lực lượng này khỏi danh sách khủng bố do áp lực từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!